xin ông Diệm 6.000 đồng mua trang sức, nhưng Trần Lệ Xuân lại tậu xương xương mấy căn biệt thự nghỉ dưỡng. Số tài sản thật sự của bà đệ nhất phu nhân khiến ai cũng thắc mắc. Bà Nhu tuy là em dâu tổng thống, vợ ông cố vấn quyền lực, mang danh đệ nhất phu nhân, nhưng bà tự thừa nhận rằng bản thân rất ít đi mua sắm. Trần Lệ Xuân nói trong cuốn hồi ký, nhiều khi tôi phải đại diện chính phủ tiếp phu nhân các nước mà chẳng có đồ trang sức nào cả. Có một bà bộ trưởng muốn bán số đá ruby trang sức, tôi xin Tổng thống Diệm số tiền 6.000 đồng để mua lại. Ông bằng lòng, nhưng buộc phải viết giấy biên nhận, ghi đầy đủ lai lịch từng món. Đó là lần duy nhất ông Diệm cho tôi tiền, và bây giờ cũng không còn nhớ chúng thất lạc ở Mô. Câu chuyện bà Xuân xin tiền anh rể hẳn là rất nổi tiếng với những ai có tìm hiểu về nhà họ Ngô. Nhưng bên cạnh đó, sự thật về những căn biệt thự của bà Xuân cũng nổi không kém. Những dấu tích xa hoa của người đàn bà được mệnh danh là đệ nhất phu nhân của chế độ Ngô Đình Diệm vẫn hiện rõ cho đến hôm nay tại khu biệt điện Trần Lệ Xuân ở số 2 Yết Kiều, Đà Lạt. Khu biệt điện này là trung tâm lưu trữ quốc gia 4 và thời cực thịnh nhất của gia đình họ Ngô. Bà Trần Lệ Xuân đã chi hàng núi tiền để xây các tòa biệt thự và mua sắm những thứ xa hoa nhất thời bấy giờ để trang trí cho nơi thư giãn của gia đình. Trong đó, bà Xuân xây hẳn một tòa biệt thự mang tên Hồng Ngọc để tặng cha là luật sư Trần Văn Trương. Ngoài Hồng Ngọc, bà Trần Lệ Xuân còn cho xây biệt thự Bạch Ngọc là nơi giải trí của gia đình và các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Trước biệt thự Bạch Ngọc là một bể bơi nước nóng tráng lệ, dung tích 300 mét khối, sâu 1,2 đến 2,2 mét. Biệt thự Lam Ngọc 1 và Lam Ngọc 2 là nơi nghỉ ngơi cuối tuần của bà Trần Lệ Xuân, được trang bị hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, với phòng họp, phòng làm việc, phòng khiêu vũ, phòng trang điểm. Trong các phòng đều có lò sưởi kiểu Pháp. Biệt thự Lam Ngọc có đường hầm thoát hiểm nội bộ và hầm trú ẩn riêng của bà Trần Lệ Xuân. Nắp hầm được làm bằng loại thép đặc biệt, đạn bắn không thủng. Các cửa kính của biệt thự Lam Ngọc cũng được thiết kế có khả năng chống đạn. Phía sau biệt thự Lam Ngọc có vườn hoa Nhật Bản, vì bà Trần Lệ Xuân đã nhiều lần thuê các kỹ sư Nhật Bản thiết kế xây dựng và chỉnh sửa. Một hồ nước được thiết kế rất đặc biệt trong khu vườn. Khi bơm nước đầy hồ sẽ hiện rõ hình bản đồ Việt Nam. Mỗi lần vợ chồng Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân và các thành viên trong gia đình họ Ngô từ Sài Gòn lên Đà Lạt nghỉ, thường huy động đoàn Tháp Tùng đi săn bắn. Cuộc săn bắn chỉ đi trong ngày, nhưng họ huy động cả trăm người, với nhiều xe đặc chủng dành cho các nhân vật cao cấp, rất tốn kém. Bạn thấy sao về khối biệt thự của bà Xuân? Hãy để lại bình luận cho kênh biết nhé. Đừng quên like, share để xem được nhiều video của kênh hơn.